Ở đây là một cái vlog có thể nói là ngu si nhất từ trước đến nay của mình các bạn ạ. Cho nên là các bạn hãy rất là cân nhắc trước khi xem các bạn nhé. Ok, bye bye. Con diều đâu ạ? À, được đấy, con diều này được đấy. Con diều này ok các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lấy con diều mình thả nhé. Được. Con này đẹp đấy. Con này bay chắc là cao lắm đây này. Được. Đúng phết các bạn. Được đấy. Ok, bây giờ mình sẽ thả con diều này cho bạn xem nhé. Ok, đi, đây anh em. Bây giờ chúng ta sẽ thả con diều này cho bạn xem. Holy shit. Rồi. Con này bay kinh thật. Con này bay khiếp đấy. Đẹp luôn, bay cao phết. Ơi, đấy, con diều mình lên cao phết rồi kìa các bạn. Thì cái quận chỉ này của mình là nó phải khoảng độ 200 mét các bạn nhé. Hình hơn 200 mét đấy. Đấy, bạn thấy nó bay cao chưa? Nhưng mà nó cứ quay ấy. Chưa, nó đang đổi hướng không? Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Nó đổi hướng cái này, nó vướng vào cái mái nhà kia thì đứt dây của mình mất. Chết rồi em ơi. Nghẹo. Nó đổi hướng các bạn ơi. Tèo rồi. Cái dây kia nó đang đi lên rồi các bạn. Mình hy vọng là nó sẽ bay sang bên tay phải các bạn ạ. What the hell thì đừng nghéo. Mình sẽ chiếu gần cho bạn xem. Đâu tá. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, lên rồi. Cái dây lên đang lên các bạn ạ. Con Siren Head. Nó sẽ không thể nào nó chiến đấu lại mình đâu các bạn. Diều của mình sẽ bay cao hơn Siren Head các bạn nhé. Wow. Holy shit. Hình như cái dây ni lông đó nó làm cho diều của mình nó bị bổ đi hay sao ấy. Thôi chết rồi. Chết chết rồi, chết rồi. Hẹo hẹo anh em ơi, hẹo hẹo đi thôi. Chết rồi, ủa ơi. Nó bổ, ủa nó bổ anh em ơi. Ui thật, chết 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 chết. Chết rồi, chết rồi, chết. Chết rồi, chết 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 rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi, nga bụp rồi. Nga bụp rồi các bạn ơi. Nga bụp rồi. Nga bụp rồi, chết rồi, chết rồi. Ui ui, cứu diều trời ơi. What the hell? Lên nào, cố lên. Cố lên, đừng. No 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 no. No, anh ơi đừng. What the hell, đừng bổ. Wow. Đừng bổ, trời ơi. Mình đang cố giật các bạn ạ. Mình vẫn đang cố giật nha các bạn. Ngu chết rồi. What the hell. Ôi lâu lâu. Diều mình đâu rồi ta. Diều mình đâu rồi. Bay lên đi nào. Trời đất ơi. Chết rồi. Đi rồi. Tèo rồi. Tèo rồi. Tèo rồi. What the hell. Tiểu rồi. Thôi xong rồi. Ui. Mình phải cứu con diều này các bạn ơi. Mình phải cứu con diều này các bạn ơi. Trời ơi. Trời đất ơi. Chết rồi các bạn ơi. Chết rồi. Ôi xong rồi. Xong rồi đi rồi. Con diều mình đi rồi các bạn ơi. I'm not afraid to die.
sau một cái hồi gọi là vần cái con diều này thì cuối cùng thì mình cũng đã gọi là lấy được con diều này của mình xuống các bạn nhé. Ok, nó an toàn tuyệt đối rồi. Đây, các bạn thấy không? Ok, các bạn. Ok, cảm ơn tất cả bạn xem clip này. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bình luận phía dưới để các bạn ở lên TV các bạn nhé. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.